làm gì đấy, ăn sáng chưa? Đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Em ở nhà mình á. Ôi dồi ôi. Cô này không biết đi đâu rồi nhỉ, sáng sớm đi đâu rồi nhỉ? Con ở nhà một mình thế này. Hay đi lấy nước rồi nhỉ? Sao mẹ giờ này cứ thế về nhờ, chưa rồi. Ôi, cô làm sao đây? Ôi. Ôi, làm sao đây? Ôi. Có ai không? Ôi. Có ai không? Để ba lấy bún nhá, ba lấy bún nhá, ba lấy bún cho mẹ nhá.
À, cô Tình à. À đây mẹ, đây mẹ, đây mẹ đây. À, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Anh ở đây. Tôi sang không thấy hai mẹ con ở nhà. Thấy mỗi con ở nhà đang khóc thì tôi mới đi tìm. Nhà hết nước, tôi mới đi lấy. Thế sáng này đi lấy nước à? Sáng nay ăn sáng gì chưa? Chưa. Tôi nấu cho bát bún kia, tôi đi lấy cho. Hey, go on there.